Vào hồi 2 giờ sáng ngày hôm nay mùng 6 tháng 9, công an Lạng Sơn đã phát hiện bắt quả tang một xe tải đang trên đường vận chuyển gần 700 kg gà Trung Quốc thải loại vào trong nội địa tiêu thụ. Vào thời gian trên tại thôn Tam Lung, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một chiếc xe ô tô tải mang biển kiểm soát 12C 02385 đang vận chuyển gia cầm nhập lậu. Trên thùng xe chứa gà thịt không có giấy từ chứng minh nguồn gốc không qua kiểm dịch. Đây là loại gà thịt siêu trứng thải loại có nguồn gốc từ Trung Quốc, có tổng trọng lượng là 690 kg. Ngay sau đó, toàn bộ số gia cầm không đảm bảo trên đã được đưa đi tiêu hủy theo quy định.